Dạ vâng, và hiện tại thì em đang đứng tại lô đất LK1702, lô áp góc. Tổng diện tích 70m2, mặt tiền 5m, hướng Tây anh chị nhá. Lô ép góc thì cực đẹp rồi. Đây, tiến về phía trước. Thẩm mỹ viện Dương Trâm này, thực phẩm này, vườn bia 88 này. Còn đây là ba tòa nhà chung cư Lạc Hồng Phúc anh chị nhá. Dưới chân chung cư thì quá đẹp luôn rồi. Bên cạnh của lô áp góc, quán cà phê Vinh này, quán tạp hóa luôn rồi, rất là tiện lợi luôn. Quý vị quý chị quan tâm đến lô đất xin hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp đến là em Vân, đó là 0981083898. Em Vân xin chân thành cảm ơn.